Thế mà người năm tử chi nhá, những ngày hạn là cô nói rồi, là phải thật cẩn thận vào cho cô. Đấy, về công việc làm ăn cùng thể chi, là phải thật cẩn thận vào thì phải tụ được lộc, chứ không là không tụ được lộc chi đâu. Chứ không là làm ăn là sẽ bị thua lỗ. Và làm ăn đã bị thua lỗ rồi chứ chưa phải là chưa bị đâu nha. Thua lỗ từ năm ngoái đến năm nay. Đấy, thế nên là làm ăn của cái năm nay là phải thật cẩn thận vào cho cô. Muốn đầu tư một việc gì đó, muốn kinh doanh một việc gì đó là phải thật cẩn thận vào. Vì nếu không là sẽ bị ảnh hưởng, có mất lộc tiếp, gọi là vỡ lọ tiếp đấy chứ không phải là mất lộc đâu. Vì đây đã là vỡ lọ rồi, đến nói là vỡ lọ rồi đấy chứ phải là chưa. Đấy, từ như vậy là giữa của năm ngoái, từ giữa của năm ngoái và đến bây giờ là đã ra hao tiền tốn của rất là nhiều việc. Hao tiền tốn của mà không được việc, hao tiền tốn của mà mất việc, hao tiền tốn của mà bị ảnh hưởng của vỡ lọ. Đây là đang bị vỡ lọ đấy nha. Đấy là báo rõ để cho gia chung biết, chứ gia chung còn tiếp nữa chứ chưa phải là đã thế này đã hết đâu. Thế nên là phải thật cẩn thận vào cho cô. Vì làm sao? Vì hai cái tuổi của chồng của vợ nó là hai mệnh kim, hai mệnh nó là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 86, nó là mệnh hỏa tuổi Bính Dần. Vì hai mệnh hỏa này nó là hai lửa, hai lửa ở trong lò lúc nào nó cũng phải nóng. Đấy, nó bốc lên, thế nên hai vợ chồng làm ăn rất là buồn. Càng ngày càng buồn, càng ngày càng buồn, càng ngày càng mất lộc. Mà còn không hạnh phúc cơ, chứ không phải chuyện bình thường. Đấy, vợ chồng còn phải ảnh hưởng của như vậy là mỗi người một lời, chứ không phải như thế này đã hết. Nên là vợ chồng phải thật cẩn thận vào, kể cả với con cái cũng thế. Là phải thật cẩn thận vào. Hiện tại là có đứa con sinh năm 2019 đúng không? 2019 là báo về cửa nhà cô đang bị ốm. Thế uống tiểu để đưa lên đây xem nào. Trời ơi buồn lắm, dậu đổ thì bình sẽ leo rồi. Đây à. Rồi. Buồn lắm. Trời ơi, để thế này thì làm sao mà được. Bị bệnh tim rồi. Mổ tim rồi nha. Còn tiếp nữa chưa hết rồi. Sao lại để con như thế này? Này, còn tiếp dẫn nữa, gia đình chờ đón đi nha. Bé này bị bệnh tim rồi nha. Bẩm sinh đi này. Đi viện nọ bảo sao? Đây là bệnh tim rồi. Bé này là bị bệnh tim rồi đi này. Không có trượt. Bẩm sinh rồi. Bé là bị tim bẩm sinh rồi nha. Trời ơi, còn tiếp chưa hết cơ. Thế bây giờ như thế nào đây? Sao lại để con như thế này? Bẩm sinh rồi, đây là bị tim rồi. Bé này bị bệnh tim nha. Mổ rồi, có vết mổ rồi đây này. Chuẩn không? Nhưng có chuẩn như cô nói không? Chuẩn à, bé này bệnh tim rồi nha. Bé này mổ tim rồi đây này. Ngồi về đây xem nào, cô bé xem nào. Con chữa bệnh cho con nhá. Trời ơi, đây bé này bị mổ tim rồi, bị rồi. Này là phải xin cho nó để nó khỏe mạnh, phải ngủ ngon. Ngủ buồn lắm. Đấy, cứ liệu nhẹo thôi. Xong đau đớn trong cơ thể, đau đớn người lắm, thương lắm. Trời ơi, xong lại ảnh hưởng của tăng động. Này phải cho đi khám định kỳ đi. Phải đăng ký định kỳ 3 tháng khám một lần cho con đi, không được để như thế này. Đây là bị bệnh tim rồi. Đây là còn mổ tiếp chưa hết. Tim bẩm sinh rồi. Cái lúc mang bầu sao không đi ấy, đi siêu âm, đi sàng lọc đi. Không, đến lúc là con nhà con sinh non, thế là cháu không, nó ảnh hưởng sinh non ạ. Thế là mấy tháng sinh? 7 tháng à? Hay là 8 tháng? 36 tuần tuổi. Nhưng mà con 36 tuần à? Đó là phải ấp lồng đúng không? Vâng. Ấp 1 tuần nên là nửa tháng. Còn nhiều bệnh lắm. Nó bị nhiễm trùng đường huyết nữa, thế là con. Thế ảnh hưởng ở đường ruột nữa à? Không, đường huyết. Hay là đường huyết máu? Đường huyết máu. Đường huyết máu à, bị nhiễm trùng máu à? Không, lúc đó thì con thế là điều trị được độ khoảng 10 ngày.
hơn chục ngày là con khỏi được cái nhiễm trùng máu. Ừ, thế là đây nó đã bị nhiễm trùng máu. Cho nên là con kháng thể vào nhiều vào người con. Đây là bị nhiễm trùng máu này. Tim bị kém này, phải mổ này. Thế bác sĩ mổ làm sao của tim? Tim này thông liên thất thôi ạ. Nhưng mà bẩm sinh. Đây là tim này, tim bẩm sinh rồi chứ không có thể trượt được rồi. Bị bẩm có nghĩa là bị ảnh hưởng của tim bẩm sinh. Đấy, đáng nhẽ lúc mình đi khám, lúc mà mang bầu là mình phải đi sàng lọc xem là nó có cái bệnh gì ở trong cơ thể nó không, của cái bào thai hay không. 7 tháng thì không sao. Rồi, nhưng đây là bẩm sinh rồi. Ừ, đây là tim bẩm sinh. Đấy, bé này là bị bẩm sinh rồi. Xong rồi ảnh hưởng của như vậy là gan và thận kém. Đấy, bị nóng gan, nóng thận. Ừ, đây là bị nóng gan, nóng thận, tim bị hỏng. Mà còn báo tiếp nữa chưa hết. Chưa hết mổ đâu. Sợ năm đến mấy tuổi, sợ năm đến 8 tuổi mổ tiếp cái này. Ừ, đấy, không trượt đâu. Vì là cô bắt được ra bệnh rồi. Đây là bệnh như là bệnh tim rồi. Bẩm sinh tim và ảnh hưởng của những cái đường huyết máu. Và như vậy là gan nóng. Đấy, thận nóng. Đấy, đâm ra bé này bị ảnh hưởng rất là lớn. Nên bé này không lớn được. Đấy. Trời ơi, cô bảo sao để 2 tuổi đã, 2 cái tuổi nó bị như thế đấy, cô bảo ngay từ đầu. Hôm qua cô bảo rồi đúng chưa? 2 mệnh hỏa rồi. 2 mệnh hỏa là 2 lửa trong lò lúc nào cũng bốc lên, nó phải ảnh hưởng về con cái. Ảnh hưởng về vợ chồng thì ngày hôm nay đang bị mất rồi, còn đâu nữa mà dồn. Để như thế này thì làm sao mà được. Này về phải cho đi viện khám định kỳ. Đấy, xem bé như thế nào thì mới được. Chứ bé này là trong tình trạng không phải là người bình thường đâu nha. Đấy, bố mẹ thì thế mà con thì lại thế này. Đấy, do cung mệnh đấy. 2 mệnh hỏa trong lò đấy. Thế mà còn cứ giữ khư khư ôm vào trong lòng. Cứ bảo làm sao. Người ta phải biết mệnh của mình chứ. Đây là bị rồi. Bé lại bị y xì phóc như thế. Con ngẩn lên con nhìn xem nào. Rồi, xong phải đi kiểm tra tiếp. Kiểm tra của cái phổi của bé này. Và kiểm tra của cái họng của bé. Đấy, xem họng của bé như thế nào. Vì bé ảnh hưởng của chậm nói. Nghe rõ chưa? Phát âm không tốt. Đấy, nên là gia đình phải cho bé đi khám ở cái cổ họng này. Xem đi làm, bị làm sao. Đấy, thế là bị rồi còn gì nữa. Đấy, thế là phải cho đi kiểm tra đi. Cho bé đi kiểm tra họng đi. Không được để mẹ như thế này. Không, cháu thì vẫn đi kiểm tra. Thấy mấy bầu thế phải đi kiểm tra họng cho bé đây này. Có tháng cháu đi 2 lần. Có tháng đi 2 lần rồi nhưng mà kiểm tra họng của bé nhá. Vì bé hiện tượng là bị ảnh hưởng của cái họng. Đấy, lên bé bị đau. Bé bị đau họng là một nhá. Nên con phải hiểu rằng là đến đây cô bắt được ra bệnh là con phải tin. Đi bác sĩ đúng như thế là mình phải tin rồi. Bé bị ảnh hưởng của cái họng. Con không nói gì mà cô đã biết bệnh của bé là con phải tin. Con hiểu chưa? Cần gì phải đưa bé đến đây. Hôm qua cô bảo ngay rồi, đúng không? Hôm qua nhà con đến đây rồi chứ chưa phải là nhà con chưa đến. Là cô đã bảo rồi, nhà con đứa thứ ba bị ảnh hưởng của bệnh tim rồi. Các con thấy đúng và cô đến đây để cô chỉ cho. Đúng rồi, chứ như vậy là con phải hiểu nhá. Không phải lay các con mới đưa bé đến đây. Mà bé này là hôm qua cô bắt được ra bệnh. Là bé này như thế nào? Các con chưa đưa bé đến đây. Nhưng cô đã bảo nhà con có bé thứ 3 đang bị ảnh hưởng của bệnh tim. Là đi mổ tim rồi, nghe gì chưa? Thế nên cô mới biết được. Thì ngày hôm nay các con mới đưa bé sang tận đây. Thì bé bệnh của bé đúng như thế rồi. Đấy, không cần phải đưa đến đây mà chỉ cần nói đến tuổi là cô đã biết bé bị làm sao rồi. Thế nên bé này hôm qua là cô bắt ra bệnh. Là bé lại bị ảnh hưởng của bệnh tim. Và bé này lay đến đây tiếp là bé lại bị ở cổ. Là bé bị viêm họng đau. Hay bị viêm, nhiễm của cái họng. Ở đôi lúc bé ăn bé bị lôn. Đấy, là do ảnh hưởng của cái họng của bé đây này. Và bé bị chậm nói. Thì nhà mình phải như vậy là khám cho bé về cái cổ. Và xem lưỡi của bé có bị ngắn một chút không. Đấy, thì mình phải kiểm tra như thế nào. Đấy, chứ không đến lúc là ví dụ là cái họng nhà nó đau hoặc là nó bị chèn thì bé này sẽ không nói được. Đấy, thế nên là gia đình phải cho bé đi kiểm tra. Để như vậy là xem bệnh tật của bé như thế nào nhá. Vì bé này bị ảnh hưởng của cái họng kém rồi này là một này. Bé này nhiều bệnh lắm. Chứ không phải là ít bệnh đâu.
Trời ơi, bé này rất là nhiều bệnh. Tim kém rồi này, cổ kém rồi này, gan bị nóng này. Đấy, bây giờ là phải cho bé ăn nhiều chất mát, thải chất độc của gan ra thì bé này mới lớn được. Đấy, bây giờ bé tiêm rất là nhiều kháng sinh ở trong cơ thể nên là bé không lớn được. Thế nên là nhà mình phải tạo điều kiện chăm bé, cho bé ăn những cái chất đồ mát để thải cái chất độc ở trong cơ thể của bé ra thì bé mới trông lớn được. Còn để như thế này bé sau này bị ảnh hưởng cỏ như vậy, con hiểu rằng là những người bẩm sinh thì thường thường không lớn được nữa và sẽ bị còi mất và bé hiện tượng bị thế này, chứ không phải là không đau, chứ không lao là nhà các con khổ. Đấy, mình biết ra mình chữa được bệnh cho con nhà mình, mình biết ra mình khỏi được bệnh cho con nhà mình, còn mình không biết thì rất là khó. Đấy, là mình phải lăn cho bé đi khám bệnh theo yêu cầu, có nghĩa là ví dụ 3 tháng hoặc là 1 tháng nhà mình phải cho bé đi một lần, xem cái sức khỏe của bé nó phát triển như thế nào, xem cái tim của bé nó đập theo kiểu như thế nào. Đấy, vì bé bị ảnh hưởng của tim. Mới đi khám à? Là bác sĩ cũng bảo thế gì? Đấy, đi khám là bác sĩ bảo sao? Rồi. Rồi vì cái cổ của bé đây báo lên đây rồi còn đâu nữa mà rộn. Là cái cổ của bé là không bình thường. Đấy, ví dụ là đứa trẻ, những đứa trẻ khác là nó bình thường, nhưng bé này nó đang bị như kiểu là bị hẹp vào cái phế quản. Bé này bị hẹp vào cái phế quản đấy nhá, cái phế quản của bé này bị hẹp, đâm ra là bé này bị viêm, xong rồi bé này bị đau. Đấy, ăn vào là bé bị lôn ra. Đây là do bé bị ảnh hưởng của hẹp phế quản. Đấy, đi bác sĩ có bảo thế không? Có à, có rồi là phải tin rồi, đây là bệnh của bé này như thế. Bệnh này là như thế nào? Có hai cung mệnh của hai vợ chồng, cô bảo hôm qua rồi đấy. Đấy, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, vì các con hai cung mệnh đấy là các con sinh con ra, là con phải chấp nhận con nhà các con nó bị như thế này. Đấy, đây là bệnh này là nó là, kiểu bây giờ con lại nói nhá, bệnh này nó là bệnh trần. Bệnh trần này phải đi bệnh viện mới chữa được. Còn đến với cô đây, bản thân cái cô bắt được ra bệnh nhưng không chữa được. Nghe gì chưa, cô chỉ kêu Phật Thánh độ cho, gặp may gặp mắn cho cháu được khỏe mạnh bình an thôi. Chứ còn bệnh này là bệnh phải đi viện, lấy thuốc hàng ngày hàng tháng cho bé uống theo chỉ định của bác sĩ. Đấy, đến đây là cô bắt được ra bệnh, nhưng bệnh này là bệnh trần. Bệnh trần thì phải đi bệnh viện mới chữa được, mới khỏi, nghe gì chưa. Xong rồi cho bé uống canxi. Đấy, vì bé đang bị ảnh hưởng của thiếu canxi là bé sẽ bị còi xương. Bé bị ảnh hưởng của thiếu canxi, bé bị còi xương không lớn. Đấy là bé bị thiếu canxi là phải cho bé ăn tốt và cho bé uống nhiều canxi thì bé mới phát triển tốt. Con nghe cô nói không? Có à? Đấy thì con phải nghe nhá. Về phải ngoan này. Xong rồi con về con phải uống canxi để cho cái xương của con nó to lên này. Xong rồi bắt đầu là con phải ngoan này, phải nghe lời ba mẹ này, đúng không? Thế bây giờ không được để như thế này, để như này con nhìn thấy chưa? Các bạn bằng tuổi con 5 tuổi rồi là các bạn rất là lớn, đúng không? Nhưng con ngày hôm nay cô thấy ngày ngày con càng còi đi, con càng bé đi. Một là con không chịu ăn, đúng không? Hai là con hơi bị quấy một chút, đúng không? Thế bây giờ tầm tuổi này rồi là con phải biết rồi, là phải nghe lời ba mẹ, là con phải ngoan, không được khóc, con nghe gì chưa? Con không được khóc này, con không được uống ba mẹ con nhé. Đấy, để cho ba mẹ còn đi làm, còn kiếm tiền để mua sữa cho con uống, đúng không? Đến đây thì là cô chỉ cho con, để cho con như vậy là được ngoan. Chỉ cho con để về ba mẹ chữa bệnh cho con, để con được khỏi. Sau này con có ích cho xã hội này, con có ích cho tất cả mọi người, đúng không? Cho gia đình này. Đấy, những lời cô dặn ngày hôm nay nhá, là con phải nghe, vì cô thấy con rất là biết đây này. Đấy, con rất là biết, có nghĩa là con rất là hiểu biết rồi đấy. Con bé nhưng mà con rất là hiểu biết so với các bạn tầm tuổi con. Các bạn không hiểu biết bằng con đâu. Chuẩn không? Đấy, thế con chắp tay vào xem nào. Đấy, con chắp tay vào. Đúng rồi, con chắp tay vào đi. Đấy, xin Phật Thánh phù hộ độ trì cho con nhé. Cho con được sức khỏe, cho con được bình an. Con về con được ngoan, được ngoãn đi học nhé. Nghe lời bà nội đúng không? Bà nội trông con à? Con ở với bà nội đúng không? Bà nội trông con đúng không? Là con không được quấy nhá. Đấy, ngoan mà, nhưng mà hơi nhìn một chút thì mai mốt phải cho đi kiểm tra, bị ảnh hưởng cái phổi một chút đi nhá.
ấy chụp chiếc tim, chiếc phổi rồi đấy, là mới hôm tháng 2 vừa rồi ạ. Là bác sĩ bảo sao? Con phổi con thì không sao, thế nhưng mà thỉnh thoảng con bị viêm họng, cái hẹp phế quản. Con này, thằng cu này đang bị hẹp phế quản mà như bệnh cô bắt ấy mà, là phải cho đi bác sĩ vì cái hẹp phế quản này. Con phải hiểu rằng là ví dụ tái gió dở rời này, tái gió dở rời là nó bị viêm lên này, xong rồi bắt đầu nó đút đút lên cổ này, làm cho bé bị khó thở này, đúng không? Đấy là bệnh của bé đang ở trong người là như thế. Và cái tim này chốc nó cô bỏ cách cho đấy, nếu không thì là bé phải đi mổ tiếp vì đây là bẩm sinh, nghe gì chưa? Đấy, đây là bé sinh ra là bé bị ảnh hưởng của bẩm sinh, có nghĩa là bị tim bẩm sinh. Đấy là cứ nói thẳng như thế, và bé đã mổ rồi. Đấy là cô cứ nói thẳng để cho gia đình biết là bệnh của bé như thế. Thì ngày hôm nay đến với cô rồi, đến với ghế cô rồi, khi cô bắt được ra bệnh thì cô chỉ cho cách về mà đi bệnh viện để khám xét theo yêu cầu của bác sĩ, thử máu, xong rồi xem là lọc sàng, xem nó như thế nào. Đấy, làm hết rồi ạ. Ừ. Và hai nữa là cô để nói nhá, phải kiểm tra tiếp của cái tai của bé. Chứ bé hơi thấy nặng tai một tí. Đấy, nay mai phải đi kiểm tra cho bé về tai mũi họng. Đấy, bé phải đi kiểm tra tai mũi họng. Vì trong gia đình nhà con hiểu chưa? Là có một cái di truyền ảnh hưởng về tai. Đấy, của các cụ mình để lại. Thế nên là theo di truyền thì là các bé sẽ bị ảnh hưởng của di truyền, là sẽ bị ảnh hưởng của điếc tai. Đấy, và trong gia chung nhà mình đang bị rồi. Đấy là trong gia chung nhà con đang bị ảnh hưởng của nặng tai mất rồi. Đấy, thế nên là bé là phải cho đi kiểm tra tai mũi họng tiếp. Chứ đừng được thờ ơ, có khi ngày hôm nay không bị nhưng ngày mai nó mới bị. Đấy, con thì hiểu như thế, ngày nay khỏe nhưng ngày mai ốm. Thế nên là những cái bệnh này của bé là gia đình phải cho bé đi kiểm tra. Và cho bé như vậy là uống thuốc men này, là phải uống canxi. Không để thế này là bé sẽ còi mất, không có cơ hội để lớn. Đấy, sau này rất là tội. Ở nhà thì con uống suốt đấy, nhưng mà từ đợt nọ đến giờ là con không uống. Đấy, bé này là gia đình phải cho uống thật nhiều canxi. Đấy, có nghĩa là gia đình phải cho bé đi khám này. Xong rồi bắt đầu là gia đình phải cho bé uống canxi vì bé bị còi thế này. Đây gọi là còi xương mất rồi, thì con nhìn thấy chưa? Đấy, đây thầy, con nhìn thấy chưa? Thì cứ để như thế này nhá, là con phải hiểu rằng là không bao giờ có cơ hội để lớn nữa. Gọi là bẩm sinh rồi. Gọi là ví dụ con bị nhiều đứa bị bệnh đau, là con hiểu chưa? Đấy là con nói ví dụ như thế. Là chỉ có to người ra và là lớn lên một chút nữa thôi. Một bé này hiện tượng là bị như thế. Đây là con nhìn phải cái khuôn mặt của bé. Nó khác với khuôn mặt của những người bình thường. Đấy, bây giờ đẻ nó ra rồi, đây là cũng là cái nghiệp của nhà mình, nó phải gánh cho gia đình nhà mình, đúng không? Nên là càng phải thương nó, chứ không được ghét bỏ nó. Bây giờ nó đang, có nghĩa là bé này đang gánh nghiệp cho xong gia đình nhà con đây này. Đấy là con phải hiểu rằng là như thế. Bé đang bị gánh nghiệp cho xong gia đình nhà con. Thế nên các con càng phải thương bé nhiều, càng phải yêu bé nhiều. Và bé này là các con phải nhẹ nhàng với bé. Đấy, không được quát mắng nhiều. Đấy là con nói thật đó. Vì bé này đang là chịu một cái nghiệp, bé phải gánh một cái nghiệp cho trong gia đình nhà mình. Đấy, thế nên là gia đình càng phải thương. Còn để như thế này thì con phải hiểu đấy thôi. 5 tuổi rồi mà chân tay bé thế này là bé quầy xương. Đấy, bé bị còi xương là bé thiếu canxi. Bé mới bé ra bé đã bị mổ rồi, nó mất rất là nhiều máu. Đấy, thế nên là bé không lớn được. Bé bị ảnh hưởng thì con nhìn khuôn mặt bé biết đi thầy. Đấy, nó không phải như những người bình thường. Đấy, ví dụ bình thường nhá, mà bé như thế này mãi là bé bị ảnh hưởng của bệnh đau. Đấy, gọi là bẩm sinh đấy. Sinh ra nó bẩm sinh nó bị đau. Còn cơ hội để cho bé lớn, chắc có bộ cách cho. Đây là cô rất là thương cho gia đình, thì cô mới chỉ cho gia đình cách đấy nhá. Đấy, chứ không phải là nay bé đến đây cô mới bắt được ra bệnh, mà gia đình đến hôm qua chưa đưa bé đến đây, cô đã bắt được ra bệnh rồi. Thì ngày hôm nay gia đình thấy bệnh đúng, gia đình mới đưa bé đến đây, thì bệnh của bé đúng như hôm qua cô bắt. Đấy, và cũng đúng như bác sĩ bắt. Thì là gia đình phải có nhiều biện pháp thương bé hơn. Đấy, rồi đây bé mổ tim đây rồi, còn đâu nữa mà dọn vết mổ đây. Chuẩn chưa? Rồi, còn nữa nhá, chờ đón. Chứ không có trượt đâu. Đỡ cho con nhờ cháu nó tai qua nạn khỏi được. Nó không phải mổ được, yêu cầu để trên cho con.
Rồi, này là về phải chăm lẫm vào. Không được để thế này. Căn bản là nó bị bía quá. Nó mổ bía quá, đâm ra nó bị như thế này. Được 3 tháng, được 3 cân là con... Rồi, nó bị mổ sớm quá, đây là gọi là bẩm sinh. Đáng nghĩa là ví dụ là 5, 6 tháng, 3 tháng người ta phải đi sàng lọc. Đấy, nó bây giờ nó hiện đại lắm. 7 tháng mẹ con cũng ấy, nhưng mà đến lúc tự dưng là nó đến, đến cái ngày bảo đến hôm sau đi khám để đến tháng thứ 8 đấy ạ. Rồi. Bắt đầu là đêm hôm đấy là con là đau bụng là... Còn bình thường nó đẻ non nhiều người ta đẻ non người ta vẫn bình thường. Không có bệnh gì. Thế mới bảo thế. Đẻ non. Thì nó ở trong cái bào thai đấy, con đa nó mới phát triển bệnh chứ. Con cũng vậy, Phật Thánh. Đây là nó ở trong cái bào thai. Sai mà thôi thì là ông Thánh, Phật Thánh cũng cho con là được làm người đấy. Rồi. Còn nếu như mà ngay cái lúc đầu trái hy vọng thì đọc lại cô. Vâng. Thì bây giờ nó đang chịu một cái nghiệp của trong gia đình nhà con mà. Trong gia đình nhà con đang chịu một cái nghiệp. Đấy, thế nên là cái nghiệp này con nhà con đang phải gánh. Thế bản thân nó đang bị gánh một cái nghiệp như này. Đấy, thế nên là cái nghiệp này là con phải biết rằng là con phải thương nó. Đấy, nó gánh cho gia đình nhà mình như này. Bao nhiêu cái hạn, bao nhiêu cái đau, bao nhiêu cái khổ. Ngày hôm nay nó phải chịu hết. Thế thì con gẫm xem có đúng như con nói không? Nó đang phải gánh một cái nghiệp rất là lớn cho trong gia đình nhà con. Thế nên là cô chỉ khuyên các con là các con về, các con thương nó, yêu nó nhiều hơn một chút. Không được mắng nó, rủ rỉ bên tai nó, nói chuyện với nó. Để cho cái lão của nó phát triển thêm. Nghe gì chưa? Vì bình thường này bé cũng rất là thông minh rồi. Đấy, so với các bạn, so với lứa tuổi là bé biết nghe lời đây này. Đến đây là bé biết nghe đây này. Nghe cô nói, con có nghe thấy cô nói không? Có, đấy. Là bé biết nghe cô nói rồi. Bé hiểu rồi. Thì nhà mình phải có biện pháp cho bé hơn lên một chút nữa. Là không được mắng bé. Đấy là cô nói thật. Đấy. Mình càng phải cái tình thương. Cái tình thương của người làm bố, người làm mẹ. Cái tình thương của người làm bà là phải để dành cho bé. Vì đây bé đang gánh một cái hạn rất là lớn cho trong gia đình nhà mình. Đấy, đấy là cô nói thật. Nên là gia đình càng phải thương bé nhiều, chăm chút bé hơn. Đấy, vì bé đang trong tình trạng bé bị thiếu canxi. Canxi làm sao cái xương của nó không phát triển được. Ngày ngày cái xương của nó bé đi. Đấy, nó không có thịt nữa. Đấy gọi là bị bầm. Có nghĩa là đấy là bị ảnh hưởng của thiếu canxi. Đấy, con có đi viện xem có đúng như cô nói không? Cứ đưa bé này đi viện cái là người ta bảo bé này bị thiếu canxi rồi. Bác sĩ bảo ngay chứ không có thể cần phải khám nữa. Đấy, đến đây là bé bị thiếu canxi. Đấy, và hai nữa là cái phải kiểm tra, ví dụ là phải cho nó ăn đồ mát. Ăn đồ mát là cái gì? Bé uống rất là nhiều thuốc và tiêm rất là nhiều thuốc kháng sinh. Đấy, thì bây giờ là phải ăn đồ mát để cho nó thải cái chất độc của trong cơ thể của nó ra. Nó mới mát gan, mát thịt thì nó mới lớn. Đấy, chuẩn chưa? Đấy, có nghĩa là bé phải uống mát gan, bé mát thịt thì bé mới trông lớn được. Còn để như thế này thì bé rất là khó lớn. Gọi là bị còi mất rồi đi này. Đấy, chứ không phải là bình thường nữa đâu. Đây, con nhìn thấy chưa, bà nội nhìn thấy chưa, có bình thường đâu. Đấy, là phải biết cháu nhà mình đang bị bệnh gì rồi. Nhìn thấy chưa, đây. Đấy. Con ngoan nhá. Con ngoan xong rồi bắt đầu là về nghe lời ba, nghe lời mẹ, nghe lời bà. Con ở với bà thì con phải ngoan nhá. Con nghe lời bà xong rồi bắt đầu là hè này có cho con đi học không? Hay là để lớn con, lên đã. Con cho đi học một thời gian thì cháu hay ốm hôm trong đấy. Thì con thế thôi, con ở nhà nhá. Ở nhà nhưng phải ngoan. Nhưng mà cũng phải lớn lên một tí là phải cho bé đi học. Đấy, để cho bé hòa đồng với các bạn. Rồi, đấy gọi là cho nó cứng cáp lên một tí nữa. Cho bé đi học xong bé hòa đồng với các bạn. Xong rồi bé được thông minh thêm. Phải hòa đồng với các bạn thì mới được. Ừ. Đi học rồi đấy. Thế mà ốm quá thì bà con lại cho ở nhà. Trời ơi, bằng đứa 2 tuổi. Mới được có 10 cân ạ. Rồi thì bằng đứa 2 tuổi. Vâng. Đấy, đấy gọi là bẩm sinh rồi. Nên là gia đình càng phải thương con nhiều. Con được bắt chân nhá. Ngoan lắm nhỉ. Đến đây rồi ngoan nhá. Nghe gì chưa? Thật thánh độ cho con sức khỏe. Cho con được ngoan nhá. Vâng ạ. Về hay ăn được trống lớn nhá. Hết được bệnh nhá. Cô rồi phải uống nước cam, nước quýt đấy. Đúng rồi, con phải uống nước cam, phải uống nước quýt. Quýt và để cho nó có canxi để nó nuôi cơ thể của con nhá. Xong chân tay con to lên, con đi tập thể dục. Xong rồi sau này con đi làm bác sĩ hoặc là con như vậy là làm cầu thủ đá bóng nhá. Nhìn bố thấy chưa, bố to béo thế kia. Anh con cũng to. Đấy, bố to béo thế kia cơ mà. Chuẩn chưa? Anh chị con to. Nhưng mà cái con hỏi
con là thế, ví dụ cái đất nhà con thì có vong có tà gì không? Đất này không có vong có tà gì hết. Đây là do tuổi của hai vợ chồng chúng nó. Hai vợ chồng chúng nó không hợp tuổi, không hợp cung, không hợp mệnh. Rồi đâm ra là sinh ra bé nó bị như thế này, và bé là bị ảnh hưởng gánh của cái nghiệp lệ của dòng nội tộc nhà con. Đấy nên là bé phải gánh cả một trong gia đình nhà con. Thế nên cô mới khuyên đây, về là phải yêu thương bé hơn. Bé phải chịu một cái hậu quả rất là lớn. Đấy, đẻ ra bé là bé bị ốm đau, đẻ ra bé không bình thường như các bạn. Đấy, đẻ ra bé thì bé phải mang bệnh tật. Đấy, đấy là nó là như thế đó, nó gánh như thế. Ở phía trên cái nhà trọ nhà con ở Hà Nội thì có tà. Không có tà, có ma gì hết, đất ở bình thường. Đất ở bình thường, nghe gì chưa? Có tà, có ma thì trong tay chung nó phải khác. Nó phải điên, phải đảo lên, không phải lệnh chân thì phải đi bệnh viện. Đấy, cứ đi bệnh viện thuốc men cho bé là dần dần bé sẽ lớn, dần dần là bé sẽ tốt. Đấy, và hai nữa là cũng phải đi kiểm tra xem là bé có bị ảnh hưởng của cái tăng động một tí nào không. Vì hiện tượng là bé có bị ảnh hưởng một tí đấy. Nên là gia đình phải quan tâm hơn nhiều. Đấy, tí nữa là cô xin cho. Đấy, con khoanh chân vào con lại đi. Phật Thánh đi, xin Phật Thánh thương cho con. Đúng rồi. Thánh độ cho con, sức khỏe. Con cúi đầu xuống. Con lại Phật, lại Thánh. Đấy, hiện tại là ngoan đây này. Mỗi tội là bị bệnh thôi. Con nâng cao tay lên như là con cúi xuống. Xong rồi, tí nữa cô xin cho. Lên đây cô nhìn cho cái cổ xem nào. Đòi được nợ mà trả được nợ, có xin cho con là hôm nay là có người nó bị khó chịu cái đoạn này đúng không? Đấy, nó bị khó chịu cái đoạn này, đi ngủ cũng khẹt, nghe gì chưa? Ban ngày cũng khẹt, nó như kiểu là một cái đờm nó rắc ở đây này, mình không khẹt ra thì nó rất là khó. Có nghĩa là mình không khẹt được ra, có nghĩa là mình không khạc được cái đờm ra thì cái cổ này nó rất là khó chịu. Đấy, thế nên là về phải làm sao? Một là phải uống mật ong. Đấy, mật ong mà ngâm mới lại hoa đu đủ được. Sáng là ra, pha cho cô một cốc uống để cho nó nhẹ cái cổ họng ấy đi. Vì cái cổ này của con đang bị ảnh hưởng của viêm. Viêm gì? Viêm gọi là viêm amidan. Đấy, mà để lâu là nó bị truyền nhiễm, nó sẽ bị ảnh hưởng của như vậy là bạch u. Nghe gì chưa? Nên là cái cổ này của con phải đi bệnh viện khám xem là nó bị như thế nào. Đây gọi là bị ảnh hưởng của viêm amidan rồi. Cái amidan bị tấy lên, nó viêm lên làm cho cái cổ của mình bị ngứa, chuẩn không? Cổ của con nó bị ngứa. Ngứa là nó phải ho và nó phải khạc được ra cái đờm đấy. Nhưng đây không ra được, nó cứ khó chịu, nó ngứa như ngốc ngốc đấy. Có nghĩa là nó làm cho mình ngứa xong mình buồn lôn. Đấy, đây là do cái ảnh hưởng của cái viêm amidan của cái cổ họng này. Cái cổ này phải đi bệnh viện lấy thuốc uống cho cô. Đây là gọi là viêm amidan, mà để lâu cái viêm nhiễm này nó sẽ bị loét ra, nó sẽ ảnh hưởng đến của u. Đấy, chứ không phải chuyện đơn giản như con nghĩ là cứ ấy đâu. Còn hai nữa là phải kiểm tra cái dạ dày. Đấy, xem mà nó như thế nào. Bây giờ nó hiện đại lắm, cái ống mà nó tuôn xuống dạ dày bây giờ nó không làm như thế nữa, mà nó cho xuống mũi, nó kiểm tra vừa được cái cổ này là vừa được cái họng này là vừa được cái dạ dày. Đấy, có khi nó bị trào ngược dạ dày, nó mới bị ho. Đấy, nó trào ngược dạ dày mà. Đấy, có à, có thì phải đi viện rồi. Nó trào ngược dạ dày này, mình ăn hoặc là mình không ăn nó vẫn bị đau. Nghe gì chưa, đây là con đang bị như này. Còn nếu chưa bị thì cô không nói làm gì. Đây là bệnh của con đang bị như này, là cô bắt ra bệnh. Nhưng bệnh này cũng phải đi bệnh viện. Đấy, gọi là trào ngược dạ dày ảnh hưởng đến cổ họng. Nó sẽ bị ho và nó sẽ bị ngứa và bị amidan. Để lâu cái amidan là bị viêm nhiễm nó lét ra là nó sẽ gây ra ảnh hưởng của u. Bây giờ 90% đang bị u rồi. Đấy, đàn ông đấy, họng người này. Đấy, cho nên là mình phải biết cách, mình phải điều trị thì nó mới khỏi. Khỏi thì nó không ảnh hưởng cái gì cả, vì đây nó đang bị ảnh hưởng của trào ngược dạ dày, là mình cái dạ dày là mình trào ngược, nó mới ra viêm amidan họng. Để lâu nó thành mãn tính. Vì đây lâu rồi này, nó chưa là phải là mới đâu. Thế mà không đi khám à? Vẫn đi á? Thế đi bác sĩ bảo làm sao? Vẫn đi khám thì bác sĩ bảo làm sao? Đi về đi ạ. Sao lại đi về đi? Bác sĩ bảo có bệnh không? Bác sĩ bảo bệnh. À, bác sĩ bảo bệnh à? Đi về. Bác sĩ bảo bệnh đi về đi á? Vâng. Bảo về tự chữa đi. Bác sĩ bảo về tự chữa đi á? Vâng. Thì phải lấy thuốc chữa đi chứ. Bảo bây giờ bác sĩ bảo là về giảm bia rượu đi. Vì nó đang bị trào ngược dạ dày mà. Đúng đấy ạ. Bia rượu nhiều vào trào ngược dạ dày.
Bác sĩ phòng tập. Đấy là cười. Nó bị trào ngược dạ dày đấy. Nó mới ra viêm họng người này. Đấy, nó trào ngược dạ dày mà. Cái dạ dày mình nó trào ngược, đâm ra nó ra viêm họng. Viêm họng thì phải uống thuốc. Không uống thuốc thì không khỏi được. Ừ, để nó mãn tính. Thì thoảng nó cũng buổi sáng hay bị xếp con ở trên cùng lạnh. Thế mới nói rằng là con hiểu rằng là đa số buổi sáng nó mới khó chịu chứ. Vì buổi sáng nó là lạnh. Nghe gì chưa? Thì nó mới bị, chứ còn chiều đến ấm thì làm sao nó bị khẹt nữa. Trời ơi, sao con lại không biết. Sáng là ra này, nó gió nọ gió kia nó bị lạnh. Mình dậy cái mình đột ngột thì cái cổ của mình nó phải ho. Đấy, và cái cổ của mình nó phải khó chịu. Đấy là mình trong tình trạng bị như thế. Hiểu chưa? Thế nên là bây giờ là phải uống thuốc để cho nó dứt điểm đi. Không nó thành mãn tính. Mãn tính là sau này nó khó chữa. Nó còn gây ra loét của cái viêm họng. Nó gây ra dạ dày. Nó gây ra như vậy u. Thế nào có thử viên thuốc lắc không? Không, không. Thử đi xem mai ra làm sao. Thuốc lắc. Đấy. Thanh niên con không biết uống rượu, không biết uống bia đâu. Nhưng mà giờ uống ác rồi. Đi công tác thì bắt đầu là ở trên đồng rừng. Đấy à. Bắt đầu mới tập lang thang nhỉ. Nhưng mà cũng lang thang nhỉ. Con đi người nhà nước. Là 397 nổi 90 cái lênh đênh, chỗ nào có lốp chân đi. Nghe gì gọi là lang thang. Rồi. Trải qua hết các công việc rồi, có tiền cầm trong tay rồi thì không mua nhà đi. Đấy, mua mẹ nó một cái nhà chung cư đi. Một cái phòng chung cư đi thì có phải không? Chung cư nhà cũng đông, ở cũng đủ lắm mua. Thế à? Nhà mua to hơn thì mít thịt, chẳng làm gì có tiền mà mua nhà to. Để nhân mua cái chung cư thì còn có chỗ mà chúi. Thế nên là tiền để mua nhà to thì ngày hôm nay tiền chẳng còn, chung cư cũng chẳng có. Ăn tham thì làm sao mà được? Tham mới giàu được. Tham mới giàu được à? Tham mới giàu được, nhưng tham nhà con là không có giàu. Tham nhà con là chỉ có mất hết rồi còn tham cái gì nữa. Nằm lại từ đầu nhá. Cho cuộc sống được tươi đẹp. Bằng bè bằng bạn đúng không?